Tin vui đối với nền toán học Việt Nam, trong kỳ thi Olympic toán quốc tế năm nay diễn ra tại Vương quốc Anh, đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh tham dự thì cả 6 em đều đoạt giải, gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đưa Việt Nam vào top 10 nước có thành tích tốt nhất. 2 huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Nguyễn, trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và em Nguyễn Thuận Hưng, trường Trung học phổ thông huyện Trần Phú, Hải Phòng. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trần Ngọc An được ban tổ chức mời đồng tham gia trao giải huy chương vàng và giải đặc biệt cho các thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42 điểm. Trước đó, đại sứ Trần Ngọc An đã có cuộc gặp gỡ để chúc mừng thành tích của đoàn Việt Nam. Đoàn Việt Nam có 6 thí sinh dự thi, cả 6 em đều đạt thành tích cao, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Thành tích toàn đoàn xếp thứ 7 trong tổng số 112 đoàn tham gia. Năm nay có 12 đoàn tham dự, mỗi đoàn có 6 học sinh. Các em không giải những loại toán thông thường, mà là giải những bài toán đặc biệt khó. Đây là những học sinh giỏi toán nhất trên thế giới. Chúng tôi đánh giá rất cao trình độ dạy và học toán của Việt Nam. Đoàn Việt Nam đã rất xuất sắc trong cuộc thi này. Các em học sinh có kỹ năng rất tốt, giải quyết các vấn đề hóc búa trong toán học. Thì con nghĩ rằng là con cũng tiếp tục sẽ đi theo cái đam mê của con, là đi theo cái ngành toán. Con có nghiên cứu nhiều thứ liên quan đến toán, ví dụ như toán ứng dụng hoặc là các cái vấn đề về ứng dụng toán trong công nghệ thông tin kiểu vậy. Thì con nghĩ rằng sau này trong tương lai thì con sẽ, trong đại học thì con sẽ nghiên cứu về cái mảng đấy, cũng như là con có thể tìm được cho mình một môi trường thích hợp trong tương lai để con học. Điểm mới trong kỳ thi Olympic toán quốc tế năm nay là đại diện giáo viên hướng dẫn huấn luyện cho thí sinh cũng tham gia cuộc thi. Thầy Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho đoàn Việt Nam đạt huy chương vàng. Thực sự là khi ban tổ chức có thông báo là các thầy có thể tham gia thử sức cùng với các thí sinh thì tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì đấy là một cái điều tương đối là đặc biệt. Việc trước đây mình đi thi với tư cách là một học sinh thì nó rất là khác, và bây giờ thì mình cũng ngồi vào thi cùng với học sinh thì nó cũng có một cái cảm giác cực kỳ đặc biệt. Riêng về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái điều rất là hay, bởi vì các thầy có cái biết được cái tâm lý, biết được cái những cái hồi hộp, những cái khó khăn, những cái áp lực mà học sinh có thể thực sự sẽ gặp phải. Sau 40 năm thì tôi cảm nhận là càng ngày nó càng phát triển hơn, bởi vì thời bọn tôi thì khoảng hơn 20 nước, nay là hơn 110 nước. Nó phát triển và nó mang tính chất đại chúng, tức là tất cả các châu lục đều tham dự hết. Trong đó thời bọn tôi thì chủ yếu là châu Âu và châu Mỹ đấy, có vài nước, cho đó là và Việt Nam là châu Á duy nhất tham dự. Cho đó bây giờ nó trở nên là phát triển sâu rộng đấy, có thể là một cách rất là nhanh chóng trong thời gian cuối cùng đấy, và tất cả các châu lục đều tham dự, nó tạo ra một sự đa dạng, đa màu sắc, và đặc biệt là tôi thấy sự cạnh tranh gay gắt đấy, rất gay gắt. Ba đoàn đứng ở vị trí thứ nhất, nhì, ba tại Olympic toán quốc tế năm nay là Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Tiếp theo là Triều Tiên, Thái Lan, Nga, Việt Nam, Singapore, Serbia và Ba Lan. Có 6 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42 điểm, trong đó có 2 học sinh Trung Quốc, 2 học sinh Mỹ, 1 học sinh Hàn Quốc và 1 học sinh Ba Lan.